Tiên vương tái xuất. chương 386, Hoa Bỉ Ngạn xuất hiện. Đám người lão hoàng dứt khoát nhắm mắt làm ngơ trước lời nói của Lạc Tú. Dù gì đối với bọn họ, mặc kệ là kinh nghiệm, lai lịch hay năng lực, Lạc Tú đều không thể so bì với bọn họ, thậm chí có thể nói là hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Sở dĩ bọn họ lựa chọn vương trí là vì ít nhất trước đó vương trí không hề có vấn đề gì. Trước đó nhậm quân đã xảy ra chuyện, nếu bọn họ lựa chọn nhầm quân sẽ càng mạo hiểm hơn. Đây là sự lựa chọn bình thường, sau khi đã suy nghĩ. Audio điện tử võ tấn bền Năm người Lão Hoàng dứt khoát bỏ lại hai người lạc tú, bước nhanh về phía hang động. Lão Hoàng, mau lên, bão tuyết ngày càng lớn rồi. Vương Chí cười ha hả gọi. Nhưng lạc tú lại lắc đầu, đúng là một lũ ngu xuẩn. Bởi vì người khác không phát hiện ra, nhưng Lạc Tú lại nhận ra tình trạng của Vương Trí cực kỳ khác thường, dưới gương mặt tươi cười của anh ta đang ẩn giấu cảm giác khiến người khác vô cùng khó chịu. Đợi sau khi đám người lão hoàng đến gần, Vương Trí liền duỗi tay, định kéo Cẩn Du. Nhưng lúc Cẩn Du chạm vào tay của Vương Trí thì giống như chạm vào con rắn độc, nhanh chóng thu tay về. Không vì lý do nào khác, mà bởi vì tay của Vương Trí quá lạnh, đến nỗi đã mất đi thân nhiệt bình thường. Sao thế? Em gái Cẩn Du, Vương Trí cười rất vui vẻ. Nhưng đám người lão hoàng lại nhất thời sởn gai ốc, bởi vì miệng của Vương Trí đã nứt to ra, đến tận mang tai, nhất là đôi mắt của Vương Trí. Đôi mắt nhanh chóng biến thành màu đen, không có tròng trắng, mà biến thành màu đen tuyền ngay, hơn nữa còn đang há miệng cắn về phía Cẩn Du. Lạc Tú vốn định ra tay, nhưng lão hoàng đã giành ra tay trước, tốc độ cực kỳ nhanh, một làn khói đen bay trên đỉnh đầu của lão hoàng, khiến người khác nhất thời có cảm giác thỉnh thần từ trên người lão hoàng chỉ trong nháy mắt, hơi thở toàn thân đã thay đổi, bỗng có cảm giác hung tàn, lạnh lẽo, vô tình. Mày dám cản rỡ trước mặt thường bát ra ư, lão hoàng phát ra tiếng uy nghiêm, tỏa ra hơi thở vô cùng đáng sợ. Đây là thỉnh đại thần ở Đông Bắc, bình thường đều là rắn, trồn, v, v. Rõ ràng thường bát ra này chính là rắn rồi, bởi vì thường thông là rắn. Điều này đã khiến lạc tú hơi hứng thú. Cánh tay của lão hoàng nhất thời giống như không có xương, trở nên mềm mại uyển chuyển, giống như con rắn, chỉ trong nháy mắt đã vòng qua, quấn thẳng vào cổ của vương trí. Lúc này, đường huy cũng ra tay, trở tay đập tới như cái chuông đen. Nhưng không biết vương trí làm cách nào mà sức mạnh kinh hồn, cho dù cổ bị cánh tay của lão hoàng chế trụ, cũng không thể nào ngăn cản hành động của anh ta, nhanh chóng trưởng về phía đường huy. Rõ ràng đường huy không ngờ tới kết quả này, cộng thêm tốc độ của vương trí lại quá nhanh, đường huy còn chưa kịp phản ứng lại đã bị đánh trúng. Đường Huy bị đánh trúng vào vai, sau khi vang lên tiếng răng rắc thì va thẳng vào hai tông sư đang lao tới ở phía sau. Lão Hoàng, để tôi đến giúp ông. Trong tuyết, nhậm quân đã chạy nhanh đến từ bên kia. Mau ngăn anh ta lại. Lạc Tú nói, rõ ràng anh đã nhìn thấy nhậm quân có vấn đề, định bảo huyết thi vương ngăn nhậm quân lại. Nhưng vừa dứt lời, Lạc Tú liền cau mày. Bởi vì bão tuyết đột ngột ngừng lại, như thể chưa từng xuất hiện, mà tuyết trắng ở dưới chân cũng biến mất. Đây không phải là ảo giác, chắc chắn lớp tuyết dày cộm ban nãy là thật, nhưng chỉ trong tích tắc nó đã biến mất. Thay vào đó là hoa nở khắp núi rừng. Hoa bỉ ngạn màu đỏ cực kỳ yêu dị, đỏ đậm đến cực hạn. Như thể nó đã được tưới bằng máu tươi. Trước giờ hoa bỉ ngạn luôn gắn liền với cái chết, suối vàng. Bây giờ hoa bỉ ngạn nở rộ khắp núi rừng thật sự rất chói mắt. Nơi này là Côn Luân, tại sao lại có thứ ma quỷ này? hơn nữa nơi này đừng nói là hoa, thậm chí còn không có một cọng cỏ mọc giữa vách đá trơ trọi và lớp đất đá lộn xộn ở dưới đất. Lạc Tú giơ tay ngăn cản huyết thi vương đang chuẩn bị lao qua đó. Ngược lại, anh ngồi xổm xuống, ngón tay khẽ chạm vào hoa bỉ ngạn ở dưới chân. Xung quanh rất hiên tĩnh, đến nỗi có thể nghe thấy cả tiếng hít thở, bầu trời vẫn trong xanh như thế, nhưng lại rất quỷ dị, luôn có cảm giác âm u đầy tử khí. Đúng là hoa bỉ ngạn ở dưới suối vàng rồi lạc tú nhíu mày nói bên lão hoàng đã đánh đến mức dung chuyển trời đất hang động đã bị nứt ra mà nhậm quân cũng đã chạy đến quả thật anh ta đã đến giúp nhưng không phải giúp đám người lão hoàng mà là giúp vương trí đường huy đã bị thương rồi cũng may lão hoàng vẫn khá lợi hại dù gì ông ta cũng là thông thần giả đã đánh vương trí đến mức nát vụn rồi ruột gan máu thịt đều vương vãi khắp nơi nhưng sau khi nhậm quân đến mọi người lại rơi vào đại chiến rõ ràng lão hoàng cũng hơi bó tay dù gì ông ta cũng phải bảo vệ mọi người bây giờ nhậm quân đã biến thành cương thi vết thương khủng khiếp ở sau lưng lại chảy ra trông cực kỳ buồn nôn rõ ràng anh ta đã sớm chết rồi bọn họ cũng không biết đã xảy ra chuyện gì ngay cả lạc tú cũng không nhìn ra vấn đề gì ngọn núi côn luân này thật sự quá quỷ dị thi khí ngút trời đã lao về phía lão hoàng cũng may cuối cùng lão hoàng cũng đánh nhậm quân nát tươm nhưng tiếc rằng lại có một người bị thương nhưng ít nhất 5 người còn lại đều sống sót. Lão Hoàng nhìn hai cỗ thi thể hơi xui xẻo, mặc dù trong lòng sờn tóc gáy, nhưng càng khó chịu hơn. Dù gì ban nãy Lạc Tú cũng đã khuyên can ông ta, nhưng ông ta vẫn khăng khăng làm theo ý mình, bây giờ thì hay rồi, đã có hai người bị thương, chắc chắn sẽ có ảnh hưởng ít nhiều. Nếu ông ta chịu nghe lời Lạc Tú, có lẽ sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Nhưng dù sao thì chuyện cũng xảy ra rồi, Lão Hoàng cũng không nói nhiều nữa, mà bất mãn nhìn Lạc Tú vẫn đang đứng đó. Ông ta ngày càng chướng mắt với Lạc Tú. Cho dù có nguy hiểm thì sao? Với thực lực của tôi, tôi vẫn có thể bảo vệ mọi người. Lão Hoàng cố ý nói lớn. Ông ta giành nói trước chặn họng, để lát nữa Lạc Tú khỏi phải nói rằng nếu ông chịu nghe lời tôi thì mọi chuyện đã không xảy ra. Mặc dù Lạc Tú nghe thấy câu nói của Lão Hoàng, nhưng vẫn phớt lờ ông ta, tiếp tục cúi đầu, quan sát tỉ mỉ hoa bỉ ngạn ở dưới chân nơi này là côn luân núi thiêng được mệnh danh là quê hương của các vị thần làm sao có thể có hoa bỉ ngạn đến từ suối vàng chẳng lẽ côn luân đã bị thất thủ rồi sao lạc tú đưa ra suy đoán nhưng lại lắc đầu trong côn luân không chỉ có một đạo chính thống siêu cấp mà có tới mấy đạo chẳng qua là bọn họ không xuất thế mà thôi nhưng chắc chắn không thể bị đánh chiếm lão hoàng thấy lạc tú không nói gì mà chỉ cúi đầu ngắm nhìn hoa bỉ ngạn nhất thời lắc đầu lần nữa e rằng chàng trai này đang không biết đó là loại hoa gì. Đội trưởng Lạc, tôi khuyên cậu tốt nhất đừng nên chạm vào bông hoa đó, đừng để vẻ ngoài xinh đẹp của nó lừa gạt, nó chính là hoa bỉ ngạn tượng trưng cho cái chết. Lão Hoàng hơi mỉa mai nói, rồi chuẩn bị đi ra ngoài. Không được nhúc nhích, Lạc Tú bỗng hét lớn. mươi 387, tiếng bước chân. Tiếng hét của Lạc Tú đã khiến đám người Lão Hoàng hơi sững sờ. Nhưng chẳng có ai nghe lời Lạc Tú, sao thế đội trưởng lạc sợ rồi hà lão hoàng hiện lên vẻ mặt mỉa mai mặc dù hoa bỉ ngạn nở rất kỳ lạ nhưng ông ta chẳng hề sợ hãi bởi vì lần trước ở lối vào thứ nhất và lối vào thứ hai bọn họ cũng đã nhìn thấy hoa bỉ ngạn nhưng không nhiều như vậy nhưng đây chỉ là mấy bông hoa bình thường mà thôi mặc dù kỳ lạ nhưng không có vấn đề gì cả lúc đó còn có một số người hái mấy bông hoa này nữa rõ ràng lão hoàng đã phớt lờ lạc tú dứt khoát ngồi xổm xuống, tiện tay hái một bông hoa. Lúc ông ta đang định lên tiếng, nếu cậu sợ thì đừng đi theo, nhưng Lạc Tú đã giành nói trước. Hai, Lạc Tú thở dài. Đúng là một lũ đồng đội ngu xuẩn. Lúc đường Huy đang định mỉa mai Lạc Tú thì đột nhiên mọi người đều nghe thấy tiếng bước chân. Lộp cộp, lộp cộp. Xung quanh đều là vách đá và sỏi đá, chẳng hề có chỗ ẩn nấp, nhưng tiếng bước chân lại từ từ đến gần dường như tiếng bước chân rất rời rạc lộp cộp lộp cộp ngoài bọn họ ra thì chẳng còn ai nữa xung quanh vắng tanh không nhìn thấy một bóng người ngay cả lạc tú cũng không nhìn thấy dù gì lúc trước vì hạt giống kia mà đôi mắt của anh đã trở nên mạnh mẽ theo lý mà nói cho dù là quỷ thì anh cũng có thể nhìn thấy một cách dễ dàng còn lão hoàng là thông thần giả theo lý mà nói thì cũng có thể nhìn thấy nhưng không bọn họ chẳng nhìn thấy gì cả bọn họ chỉ nghe thấy tiếng bước chân chứ không nhìn thấy người tiếng bước chân này rất đáng sợ bởi vì nó vang lên từ phía sau lạc tú la trần liền nhíu mày anh không sợ mặc kệ đây là ma quỷ gì ít nhất cũng không thể tổn thương anh anh chỉ tò mò rốt cuộc đây là thứ gì mà ngay cả anh cũng không nhìn thấy nhưng tiếng bước chân này đang đi đến gần lạc tú từ phía sau dường như nó không có hứng thú với lạc tú hoặc sợ lạc tú nên nhanh chóng bỏ đi sau đó, nó đi về phía đám người lão hoàng và Cẩn Du. Chuyện này hơi đáng sợ. Dù sao thì thứ vô hình mới là thứ đáng sợ nhất. Hình như thứ đó rất hứng thú với bọn họ, liên tục đi vòng quanh bọn họ. Mặc dù lão hoàng là thông thần giả, nhưng bây giờ cũng chẳng có tác dụng gì. Dù gì thứ này cũng không phải là thứ bình thường. Ai có thể ra khỏi côn luân này đều là nhân vật hung ác. Lão hoàng bỗng cảm thấy ớn lạnh ở cổ, nhất thời vung tay nhưng đã đánh hụt. Mấy người khác cũng cảm thấy y như thế, ớn lạnh ở cổ, như thể đã bị thứ gì đó chạm vào. Cần Du là người sợ hãi nhất, cả người không ngừng run rẩy, mồ hôi lạnh túa ra, mặt mày tái mét. Cục diện này đã khiến Lão Hoàng trở nên hơi lúng túng. Ban nãy Lạc Tú đã nhắc nhở bọn họ không được nhúc nhích, nhưng ông ta cứ một mực không tin. Bây giờ thì hay rồi, không biết đã chọc phải thứ quỷ quái gì hơn nữa còn không thể nhìn thấy hay chạm vào, thậm chí bọn họ còn không biết sốt cuộc nó đang ở đâu, mà chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân lộp cộp. Lạc Tú lắc đầu, sau đó nhìn Cẩn Du. Cô hãy dẫn đường đi. Có anh ở đây, thứ kia sẽ không dám xuống tay trực tiếp với bọn họ, cho nên Lạc Tú chẳng hề lo lắng. Dẫn đường ư, Lão Hoàng bất mãn nói, dùng dáng vẻ phẫn nộ để che giấu đi nỗi sợ của mình. Cô ấy phải dẫn đi đường nào? bây giờ có một quả bom hẹn giờ ở bên cạnh như vậy thì đi bằng cách nào vậy ông có cách nào tốt hơn không lạc tú nhún vai hỏi câu này là lão hoàng hỏi đội trưởng lạc anh là đội trưởng chẳng phải bây giờ anh nên đưa ra một giải pháp hay sao cần du hơi căng thẳng nói nhưng cô ta lại cực kỳ bất mãn đối với lạc tú bây giờ ở bên cạnh có một thứ quỷ quái vô hình như vậy thì ai dám lộn xộn cơ chứ dù sao thì thứ mà mình chưa biết mới là đáng sợ nhất bây giờ tôi đã là đội trưởng rồi ư lạc tú cười khẩy vậy trước đó tôi đã làm gì sọc đường đi mấy người có từng nghe lời tôi không lạc tú hỏi ngược lại sọc đường đi mặc kệ là lúc dựng lều ở dưới chân núi hay lựa chọn tuyến đường gặp phải vương trí sau khi tiến vào núi thậm chí là hoa bỉ ngạn ban nãy nếu bọn họ chịu nghe lời lạc tú trong mấy chuyện này thì làm gì gây ra nhiều chuyện tồi tệ như vậy mọi chuyện hoàn toàn là do đám người này không chịu nghe lời tự chuốc lấy lúc nãy tôi đã bảo mấy người không được nhúc nhích nhưng mấy người đâu có nghe bây giờ chúng ta không thể nhìn thấy nó ngoài việc tiếp tục bước đi thì chúng ta còn có thể làm gì khác lạc tú lắc đầu nói cần du tức đến mức ngực phập phồng không muốn nói chuyện với lạc tú nữa lão hoàng càng khó chịu hơn lạc tú nói vậy chẳng khác nào đang vả vào mặt ông ta lần nữa dù gì ban nãy chính ông ta đã ra tay, hái một bông hoa bỉ ngạn. Lão Hoàng do dự một hồi, cuối cùng vẫn quyết định tiếp tục bước đi, Cần Du đi theo phía sau, đám người cố tình bỏ lại lạc tú ở phía sau. Anh ta chỉ nói xuông thôi thì có ích gì, Cần Du thở phì phò nói. Sau khi đến đây, anh ta chẳng có tác dụng gì cả, còn muốn làm đội trưởng ư. Cần Du lại ai oán. Vừa rồi chiến đấu, anh ta chỉ đứng ở đó xem, cũng không biết chạy đến phụ một tay với chúng ta đường huy cũng đi bên cạnh lên tiếng hice bỏ đi chúng ta đừng nói gì nữa lúc nãy xảy ra chuyện anh ta không ra tay giúp chúng ta đợi khi nào anh ta xảy ra chuyện chúng ta cứ mặc kệ anh ta đi một người khác cũng lên tiếng tất nhiên rồi anh có nhìn thấy dáng vẻ khi mới nói chuyện của anh ta không anh ta thật sự cho rằng mình là đội trưởng ư nếu anh ta thật sự là đội trưởng thì lúc nãy không nên đứng ở đó xem náo nhiệt từ đầu đến giờ, tôi chẳng hề thấy anh ta có ích lợi gì. Nhưng bọn họ lại không nghĩ rằng, nếu bọn họ sớm chịu nghe lời lạc tú, nói không chừng bây giờ nhậm quân vẫn còn sống yên ổn. Hơn nữa bọn họ cũng sẽ không gặp nhiều rắc rối như thế. Tiếng bước chân lột cục vẫn tiếp tục vang lên ở phía sau. Lạc Tú cũng hơi nghi ngờ, bọn họ vẫn chưa hoàn toàn bước vào côn luân, mà đã thú vị như vậy rồi. Tất nhiên Lạc Tú có thể nhìn ra vẻ bất mãn của đám người lão hoàng nhưng anh lại chẳng thèm bận tâm. Dù gì đối với anh, đám người này chỉ khác bầy heo ở chỗ biết đứng và đi lại. Nếu không phải bọn họ biết đường, chắc chắn Lạc Tú sẽ không muốn đi chung với đám người này. Mọi người nhanh chóng đến lối vào thứ hai. Thật ra lối vào thứ hai không chỉ có một con đường. Đi thôi, Lão Hoàng thở dài nói. Con đường khác có thể tiến vào lối vào thứ ba không? Lạc Tú lại cau mày hỏi anh vẫn cảm thấy con đường này hơi nguy hiểm. Trước đây đã có người từng thử con đường khác rồi, nhưng không thể đi đến lối vào thứ ba. Lão Hoàng hơi mất kiên nhẫn đáp. Trên thực tế, các lối vào khác có thể đi đến lối vào thứ ba. Nhưng lão Hoàng tin tưởng vào phán đoán của mình, bởi vì trước đây ông ta đã từng đi vào đây. Lúc đó hình như đường đi rất bình an vô sự, tất nhiên ông ta sẽ nhận định con đường này Sở dĩ ông ta nói con đường khác không thể đi đến lối vào thứ ba là để tránh rắc rối, càng không muốn giải thích thêm với Lạc Tú. Vì thế ông ta đã nói dối. Bởi vì ông ta cảm thấy, từ đầu đến cuối, ông ta mới là đội trưởng thực thụ. Còn Lạc Tú chỉ là một gánh nặng mà thôi. Tất nhiên đi như thế nào phải dựa vào ý của ông ta. Còn ý kiến của Lạc Tú, điều đó có quan trọng hay không? Chương 388, mỗi người một ngả mặc dù nhận định trước đó của lạc tú là đúng nhưng điều đó không có nghĩa đó là quyết định sáng suốt của lạc tú theo như mọi người giải thích thì lạc tú là kẻ nhát gan nên mới làm như thế giống như không dám qua đêm ở bên ngoài không dám mang theo nhậm quân không thể tin tưởng đám người vương trí một kẻ nhát gan sẽ lựa chọn như vậy nhưng nhát gan cũng có nghĩa là sẽ có nguy hiểm hơn nữa lạc tú chưa bao giờ đến đây dựa vào cái gì mà chỉ huy bọn họ chứ Lão Hoàng là người đã từng đến đây, hơn nữa là người từ đầu đến cuối đều có quyền lên tiếng. Tốt nhất là đừng đi con đường này, Lạc Tú lại nhắc nhở. Ngoại trừ con đường này dẫn đến lối vào thứ ba, không còn con đường nào khác. Lão Hoàng nói lại, "Còn nữa, đội trưởng Lạc à, tuy rằng tôi không nên nói như vậy. Nhưng đội trưởng Lạc, nếu cậu đã làm đội trưởng thì phải có quyết định chính xác, chứ không phải chỉ dựa vào những thứ không xác thực khiến mọi người gặp nguy hiểm." nếu cậu không hiểu biết gì thì tốt nhất nên im lặng đi lão hoàng nói chuyện đã chẳng còn khách sáo gì nữa mọi người đã vào trong lạc tú bất đắc dĩ phải đi theo họ tôi sợ con đường này sẽ không bình yên lạc tú vừa đi vừa lắc đầu nói đội trưởng lạc cậu vẫn còn trẻ tôi không trách cậu nhưng lần trước lão già tôi đã đi vào từ con đường này không có gì nguy hiểm cả với cả nói thật nha đội trưởng lạc à hình như dọc đường đi cậu chẳng có tác dụng gì cả cuối cùng lão hoàng cũng bày tỏ suy nghĩ thật của mình bởi vì chỉ cần vượt qua con đường này và đến được lối vào thứ ba đó chính là đích đến rồi lạc tú đi theo suốt chặng đường thật sự không có tác dụng gì nhiều quan trọng nhất là nếu họ lấy được thứ gì đó sau khi quay về lúc này mọi công lao đều sẽ bị lạc tú chiếm hết đến lúc đó người ta một câu đội trưởng lạc biết cách lãnh đạo ông ta còn được lợi ích gì chứ chính ông ta đã bảo vệ mọi người sau khi đạt được mục đích một tên vô tích sự lại giành lấy công lao đó không phải là tác phong của ông ta cho nên đội trưởng lạc tôi nghĩ nếu cậu đã tới đây thì tôi cũng thoải mái nói những suy nghĩ kia ra rồi lão hoàng bất ngờ quay lại nhìn lạc tú để tránh bọn tôi phải phân tâm bảo vệ cậu chi bằng cậu cứ ở đây sẽ tốt hơn rõ ràng lão hoàng không muốn dẫn theo lạc tú hình như tôi không cần mấy người bảo vệ thì phải nhỉ lạc tú phất tay hơn nữa dọc theo đường đi tôi cũng không thấy mấy người bảo vệ tôi ha ha đội trưởng lạc anh còn chưa hiểu sao đường huy ở bên cạnh cười khẩy đối với chúng tôi anh chỉ là thứ con ghẻ mà thôi khoan hãy nói chuyện đến lúc đó chúng tôi bảo vệ anh nếu không bảo vệ anh vậy khi lấy được đồ thì công lao thuộc về ai đây đội trưởng lạc phải không đường huy lại cười nhạt rõ ràng bọn tôi là người đã vượt trông gai thế mà anh lại ngồi mắt ăn bát vàng ư anh nghĩ có thích hợp không đường huy lại nói tôi đã nói rồi chúng tôi không cần mấy người bảo vệ suốt dọc đường đi tôi chưa từng liên lụy mấy người giọng điệu của lạc tú có vẻ không vui hơn nữa tôi không hề nhìn thấy mấy người vượt trông gai gì cả sao mở miệng là lại nói như thể mấy người đã trả giá rất nhiều vậy lạc tú mỉa mai không có vừa rồi nếu không nhờ sư phụ tôi bảo vệ mọi người thì mọi người đều đã chết hết rồi Vừa rồi nếu không phải tại sư phụ của anh thì mọi người sẽ không gặp nguy hiểm, nếu không phải tại mấy người khư khư cố chấp thì nói thật, đến bây giờ sẽ chẳng có ai xảy ra chuyện cả. Nói cách khác, cái gọi là vượt trông gai như mấy người nói, chỉ là do mấy người ăn no rừng mỡ, tự tìm lấy rắc rối mà thôi. Lạc tú lớn tiếng mắng nhiếc. Còn nữa, tôi đã cho mấy người thể diện rồi, đúng chứ? Dọc đường đi, mấy người có coi đội trưởng tôi ra gì không? Lạc tú tức giận kêu mấy người ngủ trong xe, mấy người lại ngu như heo, cứ nhất định phải ngủ bên ngoài. Bảo mấy người đừng mang theo nhậm quân, nhưng mấy người lại cố tình không tin. Ngay lối vào thứ nhất, bảo mấy người đừng đi đường đó, mấy người có nghe không? Lạc Tú chỉ vào đám người đường huy mà mắng. Vừa rồi tôi nói mấy người đừng tin bất cứ kẻ nào, mấy người có nghe không? Ngay cả khi tôi bảo mấy người đừng cử động, mấy người cũng có nghe đâu, tự chuốc lấy phiền phức còn bầy đặt mặt nặng mày nhẹ hỏi tôi làm thế nào à? Lại còn mặt dày nói tôi là gánh nặng hả? Lạc Tú khẽ nhếch miệng. Tưởng mình là nhân vật tầm cỡ thật rồi à? Ở trong mắt tôi, chính mấy người mới là gánh nặng, nếu ngoan ngoãn nghe lời thì làm gì có nhiều phiền phức đến vậy. Còn nữa, đừng tự nhận những phiền phức mà mình gây ra là công lao, phiền phức mà chúng ta gặp suốt dọc đường chẳng phải do mấy người gây ra à? Lạc Tú lại trách cứ. Còn đòi bảo vệ tôi? lạc mỗ tôi cần mấy người bảo vệ sao lạc tú khinh thường nói đến mức đường huy cứng họng không thốt nên lời đội trưởng lạc cậu nói vậy là rất quá đáng đấy lão hoàng nghiêm mặt nói sắc mặt đã rất bất mãn dù sao đường huy cũng là đệ tử của ông ta mắng đường huy ngay trước mặt ông ta đúng là hơi quá đáng quá đáng lạc tú cười gằn đội trưởng lạc suốt dọc đường cậu chỉ ăn ngon uống khỏe còn dẫn theo một cô gái tưởng đến đây du lịch chắc Lão Hoàng bất mãn nói. Hơn nữa tôi hỏi cậu, dựa vào đâu mà cậu được làm đội trưởng hả? Cậu đã từng đến đây chưa? Cậu có kinh nghiệm gì không? Cũng như tư cách và sự từng trải của cậu, Lão Hoàng cười gần hỏi ngược lại. Này, sao không nói ông đi, đã từng này tuổi rồi mà còn là cấp dưới của Dương Chí Minh đấy thôi. Lạc Tú lắc đầu, Dương Chí Minh chính là Lão Dương. Sao ông không động não xem, ông cho rằng Dương Chí Minh ngốc đến mức tìm một tên trẻ tuổi không biết gì để đi cùng mấy người à. Lạc Tú mỉa mai. Hay ông cảm thấy trình độ của Dương Chí Minh không đủ cao? Lạc Tú hỏi ngược lại. Nhưng nếu mấy người đã nói như vậy, thì tôi cũng nói rõ luôn, mấy người tự lo liệu đi, xảy ra chuyện gì thì tôi sẽ không giúp mấy người, cũng không nhúng tay vào đâu. Lạc Tú phất tay áo. Ha ha, anh ra tay. Anh có tư cách gì mà nói như vậy? Cẩn Du ở một bên cười khẩy. Tốt hơn hết là anh tự lo cho mình đi. Ngay cả an toàn của bản thân mà anh còn không lo được, lại còn định lo cho người khác sao? Chúng tôi có lão hoàng ở đây là được rồi. Cẩn Du lại nói. Được rồi, đừng cầu xin tôi. Lạc Tú dẫn theo huyết thi vương bỏ đi ngay. Dù sao cũng đã vào đây rồi, lát nữa sẽ có thể tiến vào cổng số 3. Cùng lắm thì chỉ là chuyện hao hụt, cứ đánh mạnh vào là được. Lạc Tú thực sự không muốn ở cùng đám đồng đội ngu như heo này. Sau khi Lạc Tú rời đi, Lão Hoàng lắc đầu. Cẩn Du còn liên tục cười khẩy. Để anh ta tự đi tìm cái chết đi. Để xem lát nữa gặp nguy hiểm xem cậu ta có đến cầu cứu tôi hay không. Lão Hoàng chắp tay sau lưng, kiêu ngạo nói. Loại người này đáng chịu chết, không có bản lĩnh, xấu tính xấu nết mà còn đòi làm nhân vật lớn. Còn dẫn theo một con ngốc nữa, lại còn dám nói mình có ích hơn nhậm quân à. Đường Huy cười gần, nhưng vừa dứt lời, đã có tiếng bước chân xoạch xoạch bước tới, đi thẳng tới phía sau nhậm quân. chương 389, dựa vào đàn bà. Mọi người đều không chú ý đến âm thanh này, bởi vì tất cả sự chú ý của họ đều đổ dồn vào lạc tú và cô gái kia. Bởi vì rõ ràng cả hai đang gặp rắc rối, hơn nữa đó còn là một vấn đề lớn. Ngay sau khi lạc tú và huyết thi vương đi được một đoạn, những con báo tuyết lần lượt xuất hiện. Nếu là báo tuyết bình thường thì không sao, nhưng báo tuyết xuất hiện lúc này rất kỳ quái. Mỗi con đều có kích thước bằng một con nghé, với bộ lông trắng như tuyết và óng ả trên khắp cơ thể, móng vuốt dày đặc giống như dao găm. Khí tức một ngạt đến mức ngay cả lão hoàng cũng cảm thấy áp lực. Vì vậy, mọi người đang chờ xem trò cười của lạc tú, hoặc có thể nói là chờ xem kết cục của lạc tú ngạo mạn. Nhìn dáng vẻ của con báo tuyết đó, chắc chắn nó chính là hung thủ giết chết nhậm quân trước đó. Bởi vì móng vuốt hoàn toàn khớp với miệng vết thương. Nhưng con báo tuyết này quả thực quá bất thường, quá to và quá khỏe. Làm thế nào mà một sinh vật như báo tuyết lại có thể lớn đến vậy? Hơn nữa toàn thân lấp lánh, như thể làm bằng bạch kim, sáng chói, vừa nhìn là biết không dễ đối phó. Lão Hoàng không định cứu bọn họ thật sao? Một vị tông sư mở miệng, ông ta tên là Lý Đao, dọc đường đi rất ít nói chuyện. Ha ha nếu người ta đã cao ngạo như thế thì chúng ta còn nhúng tay vào làm gì? Lão Hoàng cười khẩy, nhìn về phía Lạc Tú. Lạc Tú và huyết thi vương đã phát hiện ra con báo tuyết, có năm con đang bao vây họ, con nào con nấy gầm lên, ánh mắt hung dữ, nước rãi chảy ròng ròng. Đội trưởng Lạc, cậu mau nhận lỗi với Lão Hoàng đi, tôi sẽ nói giúp cậu, hẳn là Lão Hoàng sẽ không mặc kệ đâu. Lý Đao hét lên, ông ta đang tội nghiệp Lạc Tú, không muốn một người còn trẻ như thế phải chết sớm cảm ơn nhưng không cần mấy con mèo nhỏ này không làm gì được tôi đâu lạc tú phất tay điều này khiến mọi người cười khẩy mấy con mèo nhỏ nhậm quân tốt xấu gì cũng là một khổ luyện tông sư thế mà lại bị con báo tuyết này giết trong tích tắc một con mãnh thú như thế mà lại bị lạc tú nói là mấy con mèo nhỏ ư lão lý nhìn đi ông có lòng tốt nhưng đáng tiếc người ta không hề cảm kích lão hoàng diễu cợt lý đao thở dài ông ta cũng thấy lạc tú thật đáng thương nếu không sẽ không nói với lạc tú như vậy. nhưng lão hoàng nói đúng, rõ ràng là người ta không hề cảm kích. với rất nhiều báo tuyết, một khi chúng tấn công, chúng có thể xé xác lạc tú thành nhiều mảnh chỉ trong chốc lát. ôi, đúng là tự đâm đầu vào chỗ chết mà. cần du ở bên cạnh lắc đầu. hưng, có những người như vậy đấy, mọi người đừng ai ra tay, tôi xem anh ta có sống sót được hay không. đường huy cười nhạt, không hề chú ý đến vật đó đã rất gần sau lưng anh ta e rằng ngay cả người nhặt xác cho cũng không có đường huy lại chế nhạo lạc tú đội trưởng lạc anh yên tâm đi sau khi quay về tôi sẽ bảo lão dương làm cho anh thêm một cái huân chương liệt sĩ đúng lúc này một con báo tuyết di chuyển xiết đi lạc tú thấy một con báo tuyết đã chuyển động nên ra lệnh sau đó huyết thi vương bước ra hừ lại để cho cô gái đó ra tay đúng là không đáng mặt đàn ông mà đường huy lại nói rõ ràng là đang cười nhạo lạc tú áp lực từ đám báo tuyết khiến anh ta không dám ra tay lúc này lạc tú lại bảo cô gái giống như bị câm điếc kia bước ra thật là nực cười ôi dù sao cũng là đại thiếu gia thật sự nghĩ chúng là mèo thật à lão hoàng lắc đầu bên kia đã ra tay một con báo tuyết há cái miệng đầy máu và lao thẳng vào huyết thi vương cái đuôi vung vẩy một cách ngẫu nhiên một tảng đá lập tức bị chiếc đuôi đập vỡ tan thành điều này khiến mọi người hoảng sợ đây là loại sức mạnh gì không cứu thật sao lý đao lại hỏi không cứu lão hoàng hừ lạnh tỏ rõ thái độ chết thì chết đi không liên quan đến ông ta e là cô gái kia sẽ bị xé xác thành trăm mảnh ngay nhưng lão hoàng lại đột nhiên lớn tiếng nói nếu cậu quỳ xuống dập đầu nhận sai thì tôi sẽ nghĩ lại nhưng lạc tú vẫn đứng đó mặc kệ ông ta mà chuyện khiến người ta ngạc nhiên chính là cô gái kia còn chủ động lao tới chỗ con báo tuyết. Mọi người vừa nhìn thấy bèn cười nhạt, lại còn dám nghênh chiến ư. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, tất cả mọi người đều sửng sốt, bởi vì chỉ trong nháy mắt, cô gái bỗng há miệng, để lộ răng nanh sắc nhọn, không biết từ khi nào ngón tay của cô đã dài ra, rất sắc bén, thậm chí còn mang theo ánh sáng lạnh lẽo. Một cỗ sát khí mạnh mẽ đập vào mặt, ngay cả lão hoàng cũng phải giật mình mà con báo tuyết lao tới đầu tiên đã bị huyết thi vương tóm được, sau đó cắn một nhát vào cổ con báo. Một tiếng hét thảm thiết vang lên, đó chính là của báo tuyết, mọi người chỉ thấy cô gái câm niếc thường ngày, dáng vẻ xinh đẹp diễm lệ lại đang cắn xé một khối máu thịt. Sau đó, vừa nhai nuốt, rồi lại cắn rồi nhai nuốt như thể rất đói vậy. Cảnh tượng bất ngờ này khiến cho tất cả mọi người kinh hãi. Đặc biệt là khí tức của huyết thi vương khiến ngay cả lão hoàng cũng sợ hãi. Cao thủ tuyệt đối là cao thủ, còn cao thủ hơn cả ông ta. Ban đầu, họ định xem kết cục kiêu ngạo của Lạc Tú, đợi Lạc Tú tuyệt vọng, anh sẽ quỳ xuống và cầu xin họ giúp đỡ. Nhưng bây giờ, tất cả đều choáng váng. Nhưng Cần Du không hiểu ai là kẻ lợi hại đã nhận ra, cô gái nhỏ kia tuyệt đối lợi hại hơn Lão Hoàng. Đám người Lão Hoàng và Đường Huy như một dáng một bà tai vào mặt. Người ta cần bỏ họ giúp à? Không cần, căn bản không hề cần. Bởi vì người ta đã mang theo một cao thủ còn mạnh hơn cả lão hoàng. Cần gì bọn lão hoàng đi giải cứu chứ? Đúng là nực cười. Những con báo tuyết đó rất mạnh mẽ, dù gì thì chúng cũng là tồn tại có thể giết chết nhậm quân chỉ trong vài giây, nhưng khi nằm trong tay của Huyết Thi Vương, chúng không thể chống trả lại. Ngược lại, sau khi nhìn thấy máu, Huyết Thi Vương đã bị kích thích, lại càng trở nên tàn bạo hơn, cứ tóm lấy con báo tuyết kia và xé xác nó đường huy chợt nhớ tới cuộc trò chuyện lúc sáng khi đó lạc tú nói rằng nhậm quân không thể so sánh với cô gái này khi ấy bọn họ đã rất khinh thường nhưng bây giờ có vẻ như lạc tú đang nói sự thật thảo nào suốt chặng đường tên nhóc này cứ dắt theo cô gái kia chẳng trách thằng nhóc này không sợ gì cả thì ra là vì anh đã mang theo một cao thủ mấy con báo tuyết đã bị giết trong nháy mắt khương chẳng qua chỉ là dựa vào một con đàn bà mà thôi không đáng mặt đàn ông Đường Huy không phục, mỉa mai nói: "Vậy sao? Nếu bây giờ mấy người thật lòng quỳ xuống cầu xin tôi, có lẽ tôi cứu mấy người." Lạc Tú quay lại, cười khẩy nhìn đám người Đường Huy. "Hừ, đừng tưởng rằng chỉ mình anh mới có người giúp đỡ, chẳng qua anh chỉ dựa vào đàn bà mà thôi, bọn tôi không giống anh, bọn tôi ai cũng có bản lĩnh của mình." Đường Huy lại cười mỉa. "Hơn nữa có sư phụ ở đây, có nguy hiểm gì có thể uy hiếp bọn tôi chứ?" Đường Huy khinh thường nói. Ha ha, thật không. Chương 390, Tuyết nữ. Đương nhiên đám người Đường Huy rất khinh thường lời nói của Lạc Tú. Mặc dù thực lực của cô gái kia có thể trên cả lão hoàng, nhưng nếu có một con báo tuyết ở phía bọn họ thì họ tin rằng có thể giết được nó. Nhưng ngay khi Lạc Tú vừa dứt lời, rốt cuộc đám người Đường Huy cũng đã nhận ra điều không ổn. Đặc biệt là Đường Huy, chợt cảm thấy ớn lạnh trên cổ. Lần này, cuối cùng họ cũng biết cái gì đang theo dõi họ đó là một cô gái mặc bộ quần áo màu đỏ như máu tóc dài xóa tung trên mặt đất khuôn mặt rất kỳ quái đó là một khuôn mặt chỉ có một cục thịt không hề có mắt mũi miệng và đôi tay trắng như tuyết không có chút máu nào đã tóm lấy cổ đường huy hai tông sư còn lại phản ứng trước tiên đánh một trường tới sức mạnh vô cùng cường đại dù gì tông sư có thể giết người chỉ trong tích tắc không thể khinh thường uy lực của họ được nhưng một trường này vừa đánh tới cô gái kia đã bị đánh bay ra ngoài ngay tức khắc. Thậm chí trên tay hai người còn kết một lớp băng. Hai vị tông sư hoảng sợ nhìn cô gái áo đỏ kia, đây chắc chắn không phải là người, ngôn tình tổng tài. Mà cô gái áo đỏ đó không hề di chuyển. Lão Hoàng hét lên, ông ta đã mời đại tiên nhập thể, đồng tử của ông ta lập tức biến thành mắt rắn, trong nháy mắt, một cỗ khí tức lạnh lẽo đánh úp lại đây. Nhưng ngay khi thường bát ra vừa nhập vào thân thể, Lão Hoàng đã sợ hãi kêu lên. Đây là Tuyết Nữ, đó là giọng của Thường Bát Gia, tốt xấu gì đó cũng là đại tiên, nhưng giờ lại kêu lên đầy sợ hãi như thế. Khốn nạn, ngay cả Bát Gia cũng không muốn trêu chọc nó. Lão Hoàng vốn đang khí thế ngút trời, nhưng trong nháy mắt đã vụt tắt. Rõ ràng vị đại tiên Thường Bát Gia kia sợ hãi, đã bỏ ông ta đi rồi. Điều này thật đáng xấu hổ, thực lực của lão Hoàng quả thực không tầm thường nhưng phải thỉnh thần nhập thân mới có thể phát huy hết sức mạnh nếu không ông ta cũng chỉ cao hơn tông sư một ít vẫn chưa đạt tới bán bộ hóa cảnh nếu thường bát ra không muốn giúp đỡ vậy coi như tiêu đời rồi lão hoàng dậm chân thật mạnh để thỉnh thần nhập thân nhưng cỗ khí tức lạnh lẽo kia chợt đến rồi chớp mắt lại rời khỏi lão hoàng lại dậm chân mấy cái nhưng cũng không có động tĩnh gì rõ ràng là thường bát ra không muốn đến đây tuyết nữ loại vật này tuy thực lực không cao lắm nhưng lại cực kỳ khó đối phó, có một truyền thuyết thời cổ đại rằng ở những nơi có tuyết sẽ thường có một cô gái xuất hiện. Sau đó giả vờ đáng thương, chuyên môn mê hoặc những thợ săn hoặc tiểu phu lên núi đốn củi rồi sẽ giết chết họ. Nhưng rõ ràng truyền thuyết không đáng tin, tuyết nữ thật ngoài đời còn đáng sợ hơn trong truyền thuyết. Bởi vì không biết tại sao, không thể giết chết tuyết nữ này. Nếu kết thù với tuyết nữ, cô ta sẽ như âm hồn không tan bám lấy người đó cả đời, chờ người đó chết sẽ ăn hồn phách của họ. Từng có một vị Lạt ma ở Côn Luân đã gặp một con tuyết nữ, lúc đó trời long đất lở, cuối cùng tuyết nữ cũng bị đánh tan. Nhưng sau khi trở lại ngôi chùa, tuyết nữ đã ở đó chờ ông ta từ bao giờ. Một vị Lạt ma bị tuyết nữ bám lấy 7749 ngày, cuối cùng không chịu nổi đã tự sát. Có thể thấy được quỷ vật này đáng sợ đến mức nào. Ngay cả một nơi như chùa chiền mà cũng dám đi vào những con quỷ quái tầm thường con nào dám đi vào chùa của lạt ma chứ cho nên ngay cả đại tiên thường bát ra cũng không muốn trêu chọc con quỷ vật này bởi vì con quỷ vật này âm hồn không tan nếu bạn không chết nó sẽ đi theo bạn mãi còn bạn lại chẳng làm gì được nó rõ ràng đường huy đang hoảng sợ lúc này móng vuốt của tuyết nữ đã kẹp chặt cổ anh ta giống như gọng kìm kẹp chặt tới nỗi đường huy sắp tắt thở lão hoàng cũng lo lắng Ông ta không quan tâm Tuyết nữ hay không phải Tuyết nữ, hiện tại ông ta không thể cứu đồ đệ của mình. Ông ta chỉ có thể bất lực nhìn Đường Huy bị Tuyết nữ bóp cổ, từng bước tiến về phía tử thần. "Đội trưởng Lạc, xin hãy cứu mọi người." Cẩn Du là người đầu tiên lên tiếng. "Không muốn cứu." Lạc Tú cười nhạt, đứng qua một bên xem náo nhiệt, không thèm quan tâm. "Đội trưởng Lạc, vừa rồi là bọn tôi không đúng, phiền anh hãy nhờ cô gái bên cạnh cứu anh ấy đi." Cẩn Du lo lắng nói bây giờ cô ta mới hoàn toàn hiểu tại sao lão dương lại để cho lạc tú làm đội trưởng thì ra người ta thật sự có năng lực dù sao cũng dẫn theo một cao thủ hơn nữa cao thủ đó chỉ nghe lời lạc tú cẩn du kêu cứu không chỉ có cứu đường huy mà còn là cứu chính mình nếu đám đường huy và lão hoàng chết thì bản thân cẩn du cũng cách cái chết không bao xa tôi đã nói rồi tôi không muốn cứu lạc tú vẫn rất kiên định cẩn du lập tức hối hận nếu cô ta biết được lạc tú có cao thủ ở bên cạnh Sao cô ta đứng về phía lão hoàng chứ? Sao suốt dọc đường cô ta lại nghi ngờ lạc tú được? Cầu xin anh, hãy cứu anh ấy đi. Nhìn đường huy sắp bị bóp cổ chết, Cần Du rất sợ hãi, bởi vì có thể cô ta cũng sắp chết rồi. Răng rác, đường huy đã bị bóp gãy cổ. Đường huy đã chết. Một cái chết rất triệt để, tuyết nữ giết người chính là thích tra tấn người ta sợ hãi, sau đó mới từ từ hấp thụ năng lượng sợ hãi đó. Nếu không, Đường Huy đã chết sớm hơn rồi. Tuyết nữ chậm rãi đi về phía Cẩn Du. Cẩn Du gần như không có thời gian để lùi lại, một bàn tay đã nắm lấy cổ cô ta. Còn lão Hoàng thấy ra đầu tê dại, nhảy lên, định thoát thân nhưng một lực hút rất lớn lập tức hút ông ta trở lại, rồi một bàn tay nắm lấy cổ ông ta. "Đội trưởng Lạc, cầu xin cậu, cầu xin cậu hãy cứu tôi." Lão Hoàng bất ngờ lên tiếng, cứ thế vứt bỏ tôn nghiêm của mình, mở miệng cầu cứu Lạc Tú cần du cảm nhận được sự mát lạnh trên cổ cô ta sợ đến mức nước mắt chảy dài rồi vừa khóc vừa hét to đội trưởng lạc cầu xin anh đó tôi không muốn chết tôi còn trẻ mà hư giờ đã biết cầu xin tôi rồi à biết vậy sao không cầu xin từ sớm đi xin lỗi tôi không muốn cứu lạc tú không phải là kẻ máu lạnh mà anh không muốn cứu những người này đội trưởng lạc nể tình mọi người cùng nhau tới hãy cứu mọi người đi cuối cùng lý đao cũng lên tiếng ngay khi lý đao mở miệng lạc tú bèn do dự dù sao tâm địa của lý đao cũng không tệ hai được rồi nể mặt ông đó vì nể mặt ban nãy ông không máu lạnh vô tình lạc tú chậm rãi nói mấy người kia nói thật những lời nói vừa rồi của bọn họ không chọc tôi giết chết họ đã tốt lắm rồi lạc tú phất tay lạc tú không giết bọn họ vì những lời vừa rồi đã là tốt lắm rồi huống chi bảo anh cứu bọn họ ư nhưng dù sao lý đao cũng là người lương thiện, Lạc Tú cũng nhận ra nên nhìn Huyết Thi Vương rồi chỉ chỉ Tuyết Nữ. Lập tức Huyết Thi Vương lao đến. Tuyết Nữ đấu với Huyết Thi Vương, đó chính là một trận long tranh hổ đấu. Trong nháy mắt đã cứu được người, nhưng Tuyết Nữ cũng đã thi triển hết toàn bộ sức mạnh của mình, đấu với Huyết Thi Vương khó mà phân thắng bại, có cảm giác như thực lực của hai người ngang nhau. Hơn nữa đánh tới cuối cùng, họ di chuyển chiến trường và biến mất hoàn toàn. Lạc Tú không thèm quan tâm, dù sao huyết thi vương sẽ không chết dễ dàng như vậy. Đi thôi, anh dẫn đầu tiến về phía trước, mà trong ánh mắt của Lão Hoàng nhìn Lạc Tú lại tràn ngập sát ý. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 390